Thưa quý vị, góp phần thành công cho chương trình đó là tay trống trọng hiếu, guitar Minh Lai khiếm thị, bass piano Quốc Đạt khiếm thị, organ Anh Mạnh khiếm thị. Và anh em có thể cùng hòa nhịp nối vòng tay lớn cho chương trình ngày hôm nay. Hey, hey, yeah. Dừng đuôi ra tay nối lại biên xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bao cát quê hương trời rộng. Bàn tay xa lắm ngồi chân một vòng biên xa. Tỏ đôi gió yêu vui nơi này, dòng máu nơi con tim đồng loại. Dừng tình người trong ngày mai, hãy cố đôi thôn xa vời vời. Người trên đôi linh thiêu vào đời, và một người đã chiến hồ. Hey, hey. Từ bác cô nam đôi biển nắm tay, ta đi đôi đời hoang vui, vừa thế tôi rồi. Nhóm đời rất đẹp TAD và hội những người khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc ở đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ chương trình nhân ngày quốc tế người khuyết tật 2013 được tổ chức tại nhà văn hóa thanh niên. Chúc quý vị luôn luôn có được nhiều sức khỏe dồi dào năng lượng để có thể thực hiện tất cả những ước mơ của mình trong cuộc sống. Ngày dòng máu nơi con tim đồng loại, dừng tình người trong ngày mai, hạnh phúc nơi con xa hơi vời, người chết đôi những tim vào đời, hàn nụ cười đó trên môi.